bệnh viện mừng vui năm nay, bệnh viện mừng vui đón ngày thành lập, vừa tròn 6 năm chỉ đã qua muôn chẳng khó khăn. Xưa này kế tiếp niềm vui rạng ngời, xưa thật xưa việc trông là xưa viện chống lao, nay bệnh viện phổi đầu ngành trung ương chỉ 65 năm đáng tự hào. Thấm lời bác dạy, mẫu từ ngành y chứ thuốc hiền đi với chuyên sâu. Đi với chuyên sâu thuốc hiền, đi với chuyên sâu cùng trời xanh với khoa phòng khang trang chứ xóa lao chữa phổi muôn lời. Tình